tình yêu mù quáng. Tập 14, thích cô, chẳng ngại thừa nhận. Còn một bản nữa. Luật sư Vương, nếu bố tôi không phải đông lớn nhất của Hồng Phục, vậy cổ đông lớn nhất của Hồng Phục là ai? Điều này không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Mọi người là cổ đông, chắc là phải hiểu rõ cơ cấu cổ phần của Hồng Phục hơn tôi chứ. Cảm ơn anh nhé, luật sư Vương. Cô khách sáo rồi. Vậy hôm nay cứ như thế nhé. Được không? Tôi tiễn anh. Được, cảm ơn. Đồng Đồng, lúc còn sống, chú Lâm có từng nói đã cho ai cổ phần không? Em không biết. Nhưng bố em làm như vậy chắc là có lý do. Đồng Đồng, Trì Sam, bây giờ bố em đã mất rồi, di chúc cũng đã thực hiện rồi. Tiếp theo, chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình đi. Lâm đại tiểu thư, sao thế, không nhận ra quên cả giọng nói của tôi cơ à? Mắc khỏi rồi, tim lại mù à? Châu Mặc, anh đến tìm tôi làm gì? Không phải là đến đòi tiền vi phạm hợp đồng chứ? Bao nhiêu tôi đền cho anh? Lâm Tâm Đồng, có phải cô cảm thấy tất cả mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền không? Tần Mặc Nhiêu vì tiền còn có thể làm cả chuyện đổi cho người ta cơ mà. Lâm Tâm Đồng, lúc đó Tần Mặc Nhiêu nhận là vì mẹ cậu ấy nằm trên giường cần bệnh, cậu ấy cứu. Sau đó, cậu ấy phát hiện ra giấy tờ đổi về là di chúc, cũng cảm thấy việc này có vấn đề. Thời gian qua, cậu ấy vẫn luôn thầm điều tra Trì Sam. Vậy tại sao ngay từ đoàn ta không nói cái gì? Nói là chồng chưa cưới của cô muốn hại cô à? Hai người mới quen nhau bao nhiêu ngày, cậu ấy mà nói cô sẽ tin một kẻ vẫn luôn bị là kẻ thù giết bố như cậu ấy, hay là tin chồng chưa cưới của cô? Còn chuyện mấy tên lưu manh kia, đúng là ban đầu là tôi tìm họ tới, tôi chỉ muốn họ dọa cô, ép cô đuổi việc Tần Mặc Nhiêu thôi. Ai ngờ hai tên ranh đó lại nhận hai lần tiền, làm Hạ Vũ Vi xen vào. Vì chuyện này, lần đầu tiên thằng nhóc đó trở mặt với tôi. Tại sao anh phải ép tôi đuổi việc anh ta? Tại sao ư? Cậu ấy đã bị thương vì cô bao nhiêu lần rồi? Tôi có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết sao? Không đáng. Một công việc mà thôi, liều mạng như vậy làm gì? Cô hỏi tôi à? Còn cả chiếc dây chuyền ấy tặng cho cô, đó là thường bố cậu ấy để lại cho cậu ấy. Thường ngày cậu ấy không cho tôi sờ vào. Cô thì hay rồi, ném đi luôn. Cô giỏi thật đấy. Tôi không biết đó. Cô không biết, thằng nhóc đó thích cô. Cô không biết. Là thực sự không cảm nhận được, hay là vì mắt mù thật? Anh ta thích tôi. Mấy hôm nay, cậu ấy uống say suốt ngày, chẳng lúc nào tỉnh táo. Tôi thực sự không chịu được cậu ấy bị cô hiểu nhầm như thế. Được rồi, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Còn nữa, đây là thông tin về Hạ Vũ Vi mà cô cần. Sau khi bố cô chết, lịch sử các khoản thu chi trong tài khoản đều ở trong này. Chúng ta không nợ gì nhau nữa. Tốt nhất là đừng có dây dưa gì thêm. Tạm biệt.
Alo, tôi muốn gặp anh. Bao giờ? Bây giờ. Bây. Sao cô lại tới đây? Ký đi. Đây là cái gì? Hợp đồng mới của anh. Kể từ hôm nay, anh là trợ lý riêng của tôi. Cô chịu tin tôi rồi à? Ba điều. Một là, nếu anh giết bố tôi thật, anh hoàn toàn giả làm Châu Mặc đến cạnh tôi để tôi tóm được anh. Hai là, nếu anh vì chút tiền đó thật, vậy anh ở cạnh tôi suốt ngày, hoàn toàn có cơ hội lấy trộm con rồi chuyển hết tiền của tôi đi. Nhưng anh không làm thế. Tóm lại, không liên quan gì đến chuyện Ti có tin anh hay không, vì sự thật là như vậy. Vậy, điều thứ ba là gì? Ba là, anh thích tôi. Châu Mặc nói thế. Thằng khốn Châu Mặc. Sao thế? Anh ấy lừa tôi à? Không. Tôi thích cô. Chẳng có gì phải ngại thừa nhận cả. Ký được chưa? Cho tôi xem di chúc ban đầu của bố tôi. Bản gốc ban đầu là Trì Sam đã tiêu hủy rồi. Lúc đó tôi mang về, cảm thấy có vấn đề đã chụp lại cho chắc. Bố cô muốn quyên góp hết tài sản cho quỹ ủy thác. Mỗi tháng cô nhận một số tiền nhất định. Nếu cô mà chết, tất cả tài sản sẽ được quyên góp theo hình thức từ thiện. Chắc là ông ấy đã đoán Sam tiếp cận cô với mục đích xấu, cho nên đã cố gắng hết sức vì Sam không làm hại được cô. Anh cảm thấy anh ta làm hại tôi như thế nào? Nhẹ thì kết hôn với cô rồi ly hôn ngay, lấy một nửa tài sản của cô. Nặng thì làm cô chết ngoài ý muốn như bố cô. Anh ta sẽ có được cả nhà họ Lâm. Lần trước anh còn chưa nói với tôi. Có phải cái chết có liên quan đến anh ta hay không? Sự đời biến hóa vô thường gần đôi mắt mất đi ánh sáng. Phải làm sao để che đậy nỗi hoang mang? Làm cách nào có thể không đề phòng? Liệu có thể tha thứ được chăng? Người em yêu sâu sắc đều đang lừa dối. Ai sẽ ở bên cạnh em trước mắt là một khoảng trống rỗng. Chỉ đành dùng trực giác để đong đếm. Phương hướng được dẫn dắt đi tình yêu liệu có phải là ảo ảnh? Dần dần rơi vào một tấm lưới vô hình. Thăm dò trong bóng tối qua màn đêm này, đem mọi lời thề ước thắp sáng đáp án mơ hồ. Liệu tình yêu có thể làm vơi đi nỗi bất an của em? Thăm dò trong mối giằng cô không muốn lại né tránh. Làm sao có thể thoải mái sau khi nói hết lời thật lòng? Em quay đi nhưng lại nghe thấy gọi của anh. Thăm dò trong nghịch cảnh lại cảm giác an toàn. Phải chăng đã quen rằng thời gian làm xóa đi núi tiếc? Tình yêu của anh thật nồng nàn và ấm áp.
dần dần quên đi dò xét vào bờ đón ánh sáng. Anh để lại một ngọn đèn, em không còn cô đơn. Trong bóng tối, anh chính là đáp án của em.